vậy nè. Một cái con mà được gần 4 kg hả? Không, 2 con. Đó chứ làm gì có chuyện một con à, được 4 kg. Có một con gần 4 kg. Không, còn nó 1 mét có mượn. Đây đây. Cái vịt đen này gì này? Vịt đen thì không được. Vịt đen thì lại ấy, vịt này chờ chú ơi, vịt già vẫn mới được vậy chứ nó non làm gì được vậy. Bán cho chú 50 thôi. Con này to hơn. 3 kg. Mấy con to hơn không? Con này ba to thì chú lấy phải không? Ờ, thì con nào cũng được. Con nào như nhau. Con đấy, con 3 kg 1 đi, 155 nghìn. Ngày 3 kg 1. 3 kg 1 giá 155 nghìn. Chào mừng mọi người nhá, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người lại quay trở về với cái video tiếp theo của Cuộc Sống Ngọc Huyền. Thì hôm nay là ngày cuối tuần mọi người này. Wow, cùi nó cháy đã không? Hôm nay là ngày thứ 7. Vợ con lại ở nhà, à không, vợ ở nhà rồi, vợ được nghỉ chứ con vẫn đi học. Hai thằng giặc ở nhà nó nghịch quá, nên là tống cho nó đi học mọi người ạ. Thì hôm nay mình đi chợ buổi sáng đó. Mình mua một con vịt. Vịt này là vịt trắng mọi người nhá. Thì mọi cái video trước là mình đều làm bằng ngan hoặc là vịt vịt đen này, tay nó bẩn này. Thì có những cái comment ở dưới có những cái video mà Cuộc Sống Ngọc Huyền làm cái mẹo nhổ lông vịt lông ngan đó mọi người. Thì có nhiều comment bảo là hôm nào anh thử làm cái vịt trắng xem, vịt trắng bằng lá đu đủ ấy các bạn, xem nó có công hiệu hay không. Thì hôm nay mình mua con vịt trắng này nhưng mà mình lại không làm bằng cái lá đu đủ các bạn nhá. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo khác để làm lông vịt lông ngan nó nhanh hơn, nhưng mà với bằng với vịt trắng các bạn. Vịt trắng thì nó to hơn cái vịt đen kia và nó nhiều lông con hơn cái vịt gọi là vịt bầu á, vịt có màu lông đấy. Thì vịt sim á, gọi là vịt sim đó. Còn vịt này gọi là vịt bầu chứ nhỉ. Mình cũng không rõ lắm nhưng mà vịt này là vịt lai này. Thì thịt nó ăn không ngon bằng cái vịt kia đâu các bạn. Hoặc là thịt ngan thì nó già hơn, nó cũng dễ nhổ hơn. Hôm nay mình sẽ làm cái vịt trắng này. Thì nhiều bạn cứ nói là anh hôm nào làm bằng cái vịt trắng đi, làm bằng cái lá đu đủ hoặc lá khế bằng vịt trắng. Thì hôm sau, cái video sau mình sẽ thử thách lại xem là cái lá đu đủ hoặc lá khế nhá, làm cái vịt trắng này thì nó có công hiệu giống như làm với ngan hoặc là cái vịt đen kia, vịt màu kia không các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn này, để mình mở con vịt ra cho các bạn xem nhá. Nó rất là to luôn, con vịt này là 3 kg 1 mọi người. Để mình mở ra cho các bạn xem này. Đấy, đấy, mình có cái này cùng với nó này các bạn này. Nhưng mình mới ra cho các bạn xem nhá. Nặng lắm các bạn. Khá là to luôn. Ui dồi ôi. Cái bà này bán vịt buổi sáng mà bà nhét cho con vịt nó càng đe cái điều các bạn này. Bà này thật sự là không thật à. Mình cũng không hay mua của cái bà này. Nhưng mà thôi kệ, làm ăn của họ. Đây các bạn, hôm nay mình sẽ làm con vịt trắng này. Đây các bạn nha, con vịt trắng này. Mình sẽ làm con vịt trắng này, cái mẹo làm lông vịt lông ngan này bằng cái. Các bạn biết đây là cái gì rồi phải không các bạn? Đây là cái muối hạt các bạn nha. Mình sẽ làm lông vịt lông ngan siêu nhanh bằng cái muối hạt này. Thì quá trình bây giờ mình sẽ đi cắt tiết. Quá trình cắt tiết là mình sẽ không có quay lại cho các bạn xem đâu nhá. Mình sẽ cách làm như thế nào mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lông vịt lông ngan bằng cái lam cái muối hạt này cực nhanh luôn các bạn. Và đây mình đang nấu nước,
mình đang nấu nước cho nó sôi lên mọi người. Đấy, mình đang nấu nước đây mọi người. Rồi bây giờ mình đi cắt tít đây các bạn nha. Con vịt nó sau khi mình cắt tít thì nó cũng đang ngấp ngoái, nó sắp chết rồi các bạn. Mình làm ướt lông đi các bạn nhá. Thì như những video trước mình chia sẻ đấy, thì lông vịt, lông ngan là nó bơi dưới nước cả ngày nó cũng không bao giờ nó ngấm được cái nước ở cái lông. Chính vì vậy là mình phải làm cho nó ướt cái lông đi các bạn. Mình làm cho nó ướt cái lông đi để lát nữa. Thứ nhất là mình bỏ muối vào để cho nó ngấm vào phía trong thịt. Thứ hai là khi mình đổ nước sôi vào thì nó sẽ nhanh ngấm vào trong các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi mình làm ướt hết lông này, mình làm ướt hết lông rồi nhá, mình sẽ đổ cái muối vào, mình sát vào đây. Đây, mình đổ cả cái bát muối này vào các bạn nhá. Đây, mình sát các bạn. Làm sao sát để cái muối nó ngấm vào đường trong được các bạn. Nhờ cái này là chia sẻ của mấy ông già đấy các bạn. Những người dân tộc sống ở xung quanh cuộc sống ông Huynh ấy, họ chia sẻ thì mình làm lại cho các bạn xem nhé. Wow, cái diều của nó này, họ công nhận thương lái, họ làm đếu thật các bạn. Mình mua mình cũng không sờ nè, nó cái vịt thì cũng không có béo lắm mà hơn 3 kg này họ nhét này tiếp luôn. Rồi là các bạn, mình làm cho nó kỹ, càng kỹ thì lát nữa mình nhổ càng dễ các bạn nha. Sau khi này là mình đừng có rửa lại, mình bây giờ mình sẽ lấy nước sôi, mình lấy nước sôi mình bỏ vào đây các bạn nha. Rồi mình sẽ đổ nước vào các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con dao. Thì ngày trước có một cái video á, mình dùng cái này này, mình bỏ vào đây này, thì nó mọi người hay bảo là nó sẽ bị hư cái con dao của mình. Nhưng vậy là hôm nay mình đảo đầu lại các bạn nhé. Đấy, mình làm cho nó ngấm đều luôn các bạn. Ngấm đều luôn các bạn nha. Rồi, mình xem. Rồi. Rồi, để mình xem nào. Wow. Đây các bạn này, wow, các bạn nhìn nhá, wow trời, mình mua mình cũng không có chọn là con ngan nào nhiều lông nhiều ít lông đâu các bạn. Các bạn thấy hiệu quả quần nguyệt không? Mình làm cho nó ướt nóng quá. Các bạn nhìn này, nhanh chưa các bạn? Rất là nhanh luôn. Quá là nhanh luôn mọi người nhá. Các bạn thấy hiệu quả chưa? Này, đi bong luôn này, thấy chưa? Dùng bằng muối hạt nha. Muối hạt thì chắc chắn nhà nào cũng có được các bạn. Khi mà làm bằng dứa rau sống thì chúng ta phải có muối hạt đúng không? Phải có một cái muối hạt để chúng ta ngâm. Thì các bạn cứ chịu khó. Nhà mình thì ít khi làm lông vịt, lông ngan, lông gà ở ngoài tiệm lắm. Tại vì họ làm cái máy họ đánh nhá, thì nó ăn sẽ không có ngon, cái thịt nó sẽ bở đi. Chính vì vợ là mình chịu khó cứ mua về nhà mình làm các bạn. Khá là nhanh luôn các bạn ơi.
sáng mà nhanh luôn nhá. Con vịt này nó to, to quá là to luôn. Rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Chúng ta nhổ, chúng ta mít mít cái tay xuống các bạn ạ. Để cho những cái lông con nó đi hết luôn các bạn nhé. Đấy, thì cái lông con là nó đi đi xịt bong luôn. Chúng ta chỉ khó mít cái tay xuống. Cái cổ tay của mình nó yếu ấy các bạn. Cổ tay này này. Thì như vậy là làm nó hơi hơi vất vả một xí cái cổ tay á. Thế còn các bạn nào cái cổ tay mà nó khỏe làm sướng lắm. Rồi, các bạn này. Đi chỗ nào là hết chỗ đó luôn. Rồi là dùng qua một xí cho những cái lông con nó cơ nó thẳng lên. Quá là nhanh. Nóng. Rất là nóng luôn. Lúc đi ra làm mới được có 4 phút các bạn. 4-5 phút. Các bạn ơi, thấy đi nhanh không? Các bạn thấy nhanh chưa? Nhanh chưa các bạn ơi? Mẹ thấy dễ lắm mẹ. Em ơi, kia làm bằng bằng kia muối hạt đấy, sát vào làm dễ đơn giản thật. Toàn ngàn ba ký mấy của bố làm chưa được 10 phút này. À, con vịt chứ, con vịt trắng. Các bạn thấy chưa, rất là nhanh. Cổ tay của mình nó yếu, mình khẳng định như vậy đấy. Nay phải đi tập gym mới được. Rồi để mình rửa qua một lượt nước nước trắng nữa mọi người nhá, cho nó sử dụng hết cái lông này đi ra. Để các bạn vơ cái này đi, vơ cái này để nhúng qua cái nước cho nước trắng để làm cái lông cho nó sạch các bạn nhé. Con vịt của mình tương đối là 95% là xong rồi đó. Về nhà làm thì nó vất vả các bạn ạ, nhưng mà làm ngoài tiệm thì nó sướng hơn. Bỏ ra 15-20 ngàn thôi, nhưng mà mình nói thật các bạn, cứ có những cái mẹo này thì các bạn làm rất là nhanh. Về con vịt con ngan ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều các bạn làm ở tiệm. Cái này mình nghe đâu rồi, tiệm nó có cái thuốc gì bỏ vào cái nước các bạn. Đây các bạn, xong rồi này. Lông nào còn á, mình nhổ lại một ít nữa các bạn nhá. Các bạn thấy sạch chưa? Này, sạch bong luôn nhá. Để cái máy quay xịt ra cho các bạn xem này. Rất là nhanh. Chưa được 10 phút con vịt này này khiếp thật em ạ. Công nhận là có những cái mẹo làm rất là đơn giản. Vì sao ngày xưa các cụ đâu có máy móc cái gì đâu.
các cụ sống cũng nhờ các cái mẹo này thôi các bạn ạ. Mình biết tới đâu là mình chia sẻ cho các bạn xem nhá. Các bạn xem mà thấy hay các bạn ủng hộ cho mình cái đăng ký. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký, bạn nào đăng ký rồi thì like cho mình một cái. Like, share. Sạch sẽ chưa? Quá là sạch sẽ luôn. Mình không có tầm dừng đâu các bạn nha. Đấy, con ngan là quên con vịt của mình tương đối là sạch rồi đó mọi người. Đây các bạn. Các bạn thấy sạch sẽ chưa? Cái tắt này. Đó. Thì chỉ còn một số cái nhỏ nữa thì không đáng kể các bạn nha. Các bạn cứ áp dụng theo cái video này, các bạn sẽ làm cái lông vịt lông ngan cực nhanh luôn. Mà cái muối hạt thì không phải đi kiếm ở đâu hết, nhà ai cũng có các bạn. Các bạn xem và áp dụng. Chúc các bạn thành công. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn nha.